ta nó nói gì cũng phải cách một tàng một gang á. Đồ cảnh đẹp quá. Anh nhìn vậy, anh chị nhìn một chút xíu đi. Đẹp quá, đẹp quá. Trước khi mình giờ cái khu làng cổ này. Mẹ tôi ngồi ở đằng trước này tuyệt vời luôn này. Nói đi, người ta dành đó là đau. Ưu tiên là chú đó. Chú là bộ đội cống hiến cho nhà nước mình đó. Nên chú được ngồi trên đó. Ok. Thì sẵn báo đây báo cáo nha, báo cáo cả đoàn nha. Mình hôm nay mình tìm được hot boy rồi nha. Hot boy. Đúng rồi. Đồng luôn đấy. Áo bộ Pháp là được ở lại là bonjour, nó là Tây luôn á. Nhưng mà mình đính đầm á. Người Tây không cầm phụ nữ lên hôn. Lớn tuổi, chín mấy tuổi cũng cầm được. Chưa còn đính đầm. Phân biệt địa danh thôi chứ có gì đâu mà. Dạ. Yeah. Ôm mấy phân biệt địa danh á. Xem nguồn gốc xuất xứ. Không về, chị phải bán tư giá cái ảnh này. Chứ hôm nay cháu đấy là sao phân biệt được. Cả nhà ơi, về Minh Thủy sẽ bán đấu giá cái ảnh của Lan Anh. Ok, coi nhiều rồi, vấn đề gì đâu. Bây giờ bao nhiêu coi đây? Thì em kể một câu chuyện vui ha, cho đoàn của mình nhá. Thì có mấy nước này nè, có mấy nước họ thi với nhau, thi quốc tế. Giống như là khi mà họp bàn với nhau, giống như là đi thượng đỉnh đó, quốc tế với nhau thì họ mới ngồi với nhau. Bắt đầu á, mới bắt đầu nước Mỹ đó. Nước tôi, bây giờ các anh kể tất cả các nước của mình có gì mà hiện đại, mà hay trên thế giới, kể cho nhau đi. Nước Mỹ nổ liền. Hả, của tôi có phi thuyền hả, bay đụng đến sao quả luôn. Nguyên đám đụng đến sao quả trái liền, sao mà được đó. Nói gì phải cách buộc tay, gan tay chứ. Chưa đến còn một gan tay mới tới sao quả. Tôi nói, nguyên đám xong không. Bắt đầu nói nghe, tôi hả có một cái tàu mà tàu lặn đụng dưới đá đại dương đấy. Lên cái đụng dưới đá đại dương là nó tất cả mấy cái nó bị chém lủng hết rồi, là nó bị thủng rồi. Rồi nói nghe cũng đấy, nói gì cũng ghét một gan tay chứ, còn gan tay nữa mới đụng đến đá đại dương. Bầu mới quay qua Trung Quốc. Bây giờ anh Trung Quốc nè, anh cứ nãy giờ cứ chê hoài, anh làm sao dân số mà anh đông dữ vậy? Tại sao dân số tôi đông? Tôi dân số đẻ bằng lỗ chúng. Mày nói đồ sao mày, nãy giờ mày nói cái gì cũng cách một gan tay. Wow. Đúng rồi, cách một gan tay. Mày gì im hết. Bảo chuẩn. À, chuẩn luôn à, cách một gan tay. Bảo chuẩn. Thằng Việt Nam có nói gì không em? Ồ, nói Việt Nam hả? Có cái câu này, có chuyện này. Có câu chuyện này nè, em kể luôn cho đoàn của mình á. Việt Nam thì thi gan lì. Chắc Thái Lan là anh chị mình ai cũng đi hết rồi đúng không ạ? Đúng không? Rồi đi hết Thái Lan. Anh chị có đi vô Safari World không? Có. Đúng, đi vô Safari World thì nó có khi mà tham quan điệp viên 07 xong nó chở tham quan một cái vườn thú đúng không? Thì có một đoàn cho đây cũng là đoàn quốc tế, họ đi trong đó có nhiều nước lắm. Khi mình đang đi trên trại ngang á thì có một tự nhiên có một đàn bò họ đứng lại. Đứng lại thì bên Thái Lan là nó cũng yêu động vật, nó đâu có dám đụng đâu. Bầu đứng đó, bầu ông bên Hà Lan nói thôi được, để tôi chạy xuống cho, tôi sẽ nói nó. Bầu chạy xuống con bò xong kia nó nói lỗ tai nữa. Bò không chịu, bò ông có sợ quá chạy lên trên xe. Xong nó, ủa ông nói gì hay mà. Tôi nói nó ngoan đi, tôi về tôi cho Hà Lan, về đưa Hà Lan cho uống sữa bia lúa mạch rất là nhiều, nó không chịu. Bầu tiếp nói ôi trời dở quá rồi. Thôi được ông Nhật đấy, để tôi đi chạy xuống nữa. Nó nhỏ lỗ tai nó một cái, nó kêu bò nó cũng không chịu, nó đứng luôn. Bầu nguyên đàn nói ôi nói gì vậy. Nói tôi nói tôi lên đi, tôi cho về cho ăn lúa mạch, tôi massage theo kiểu cô bê cũng không chịu đi. Bầu ông Việt Nam được rồi, để tôi chạy xuống vừa nói mấy câu lỗ tai cái nó chạy cấp trời luôn. Nguyên một đàn chạy với mấy một con. Bầu nguyên đàn nó vỗ tay nó chờ bầu lên thôi. Anh Việt Nam anh nói gì vậy, nói mày mà không đi nó kéo mày về á, cho mày cày á, chết mẹ mày luôn. Nó sợ quá, nó chạy sợ luôn mày, nghe vậy nó sợ quá. Ok, thì không biết là đàn của mình có câu chuyện gì không, mà tiếp tục văn nghệ đi anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Rồi, anh Tuấn nè.
biết anh ở chung phòng với anh có nhiều tài lắm luôn à. Cái câu chuyện này xin lỗi quý vị là tôi nghe kể lại thôi nha. Ở đây cái vụ mà giống như là nổ mà cắt nước á, mà nổ cắt nước thì nhân một dịp hội tụ lại mới nổ với nhau. Thế thì các anh chị biết rồi là nhân vân